Số 10 Công Phượng chính là người đã đưa U21 Hoàng Gia Lai đến với trận đấu tranh chung kết này. Không quá lời khi nói như vậy, bởi vì cả hai bàn thắng của Công Phượng ở trong trận đấu tranh bán kết vừa qua đều hết sức quan trọng. Nhưng họ bước vào trận chung kết một cách rất đường hoàng và dễ dàng. Lúc này thì trọng tài người Philippines đã thổi còi cho hiệp 1 trận đấu tranh chung kết của mùa giải bóng hành niên quốc tế lần thứ 9 năm 2015 được bắt đầu. Ở hiệp 1 này thì đội U19 Hàn Quốc trong trang phục áo đỏ quần xanh là những người bảo vệ phần sân bên tay trái màn ảnh khán giả. Và ngược lại đó là phần sân của các cầu thủ áo trắng quần trắng của đội U21 Hoàng Gia Lai. Công Phượng. Và cả bóng Công Phượng. Ngay lập tức có hai chiếc áo đỏ đang vây quanh Công Phượng. Vẫn là Hoàng Gia Lai. Tuấn Anh. Thanh Tùng. Ghi điểm ngay. Lại một trong những điều được thể hiện là khá mới mẻ trong cách chơi táo bạo hơn và thực tế hơn từ phía huấn luyện viên Quốc Tuấn và đội bóng phố núi. Trung Quốc và Nhật Bản mới là những đội đi tiếp. Một pha lấy bóng tốt. Thanh Hậu. Công Phượng đã dạt cánh trái. Công Phượng không thể có pha đi bóng thành công. Tình huống bứt tốc rất nhanh. Đó là đội trưởng Lee Dong Chun. Và một pha xoạc bóng tuyệt vời. Chúng ta thấy lối chơi đáp trả từ phía U19 của Hàn Quốc là rất rõ ràng. Khi họ phản công thì họ dồn bóng ngay cho tiền vệ đội trưởng này. Những pha bứt tốc rất nhanh của số 14 Lee Dong Chun là mũi tấn công lợi hại để mở ra những pha tấn công khác. U19 Hàn Quốc đang cố gắng cầm bóng chắc trong chân và đang chờ đợi những sai lầm từ phía hàng thủ của đối phương. Truyền từ phía Xuân Trường ở trận đấu ra quân thì cả ba bàn thắng tiếp theo đó đều mang hoàn toàn là dấu ấn cá nhân của Công Phượng. Một pha xuất phạt hàng rào đẳng cấp ở trận tranh bán kết, rồi cuối trận là một pha solo ngay trong một cấm địa để rồi chúng ta vừa chứng kiến thêm một cú sút từ xa. Những bàn thắng đẹp ở những phong cách rất khác nhau, từ đá phạt, đột phá và sút xa, một bộ tiền vệ toàn diện. Thank you.
chơi rất đều và rất tốt. Tuấn Anh và Công Phượng vẫn đang so kè xem ai mới là cầu thủ hay nhất hiện tại của Hà Gia Lai. Cú sút rất nguy hiểm. Thủ môn của đội Hàn Quốc đã phải cứu thua. Một hiệp đấu quá vất vả dành cho Sun Bung Kyun. Tiếp tục là quả phạt góc. Là một tình huống phối hợp đá phạt. Qua người đến đây. Rồi. Không được. Hàng thủ U19 Hàn Quốc đã bắt đầu lúng túng. Họ đã không theo kèm người tốt như trước nữa. Chúng ta xem những tình huống phạt bóng như thế này chúng ta thường ít thấy ở U19 Hàn Quốc từ đầu giải. Vấn đề về tâm lý, sự lúng túng từ sức ép của Hoàng Gia Lai rõ ràng đã khiến cho các cầu thủ xứ Kim Chi gặp khó khăn thực sự rồi. Hiệp 1 đã bước sang phút thứ 33. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về cho đội U21 Hoàng Gia Lai. Những nhà đương kim vô địch nước lên lấy bóng rất nhanh. Công Phượng, anh Hậu đi đẹp có bầu. Cú sút vẫn còn nhẹ của Thanh Hậu. Ngày hôm nay thì vai trò của hai tiền vệ cánh rõ ràng là đã tích cực hơn rất nhiều từ Thanh Hậu và Thanh Tùng. Khi mà Thanh Hậu sút thì chúng ta thấy người nhô cao nhất không phải Văn Hoàng mà chính là tiền vệ cánh phải Thanh Tùng. Đức Lương. Và phối hợp một chạm và có sự tham gia rất đông của những chiếc áo trắng. Lúc này thì từ tam giác có đến 4 cầu thủ thường đứng gần bóng. Rất nhanh và rất đẹp mắt. Tuấn Anh. Cú sút hay, không được. Cú sút của Tuấn Anh. Một pha phối hợp của Tuấn tuyệt vời. Có thể nói nếu như duy trì được lối chơi này trong suốt trận và nền tảng thể lực không xuống thì rõ ràng là rất khó để cho U19 Hàn Quốc có thể khóa được lối chơi này. Kỹ thuật, một chạm, tốc độ, mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ đáng tiếc là ngoài tình huống sút bóng tuyệt vời của Công Phượng thì những cầu thủ còn lại của Hoàng Gia Lai lực sút vẫn còn nhẹ và chưa đủ khó. U19 Hàn Quốc đã bắt đầu tổ chức lại lối chơi tấn công của mình và rất đáng xem. Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Toàn, một mình Văn Toàn cứu sút, cứu sút đương giấu qua tình huống trước đó của Công Phượng, cứu sút nữa. Cú sút thứ hai là của Thanh Tùng. Số 18 Thanh Tùng đã rất quyết đoán. Và đó không phải là lần đầu tiên mà Thanh Tùng sút như vậy ở trong hiệp 1 này. Đối thủ có thể xem thường. Cơ hội. Rất quyết liệt. Bóng vẫn còn. Công Vận. Để bóng rất nhanh hoàn toàn. Đường chuyền không được. Hai chiếc áo trắng đã băng lên rất nhanh, bứt tốc rất nhanh nhưng không thể chạm được bóng. Vẫn là những pha lấy bóng tuyệt vời của các cầu thủ phòng thủ bên phía Hoàng Gia Lai. Văn Toàn, Văn Toàn rất mạnh mẽ. Văn Toàn vẫn là Văn Toàn rồi. Sút vào. Rất hưng phấn, rất bùng nổ. Là U19 Hàn Quốc ngày hôm nay chơi không phải là tệ hơn so với lại trận đấu đầu tiên của họ. Thậm chí là họ chơi máu lửa hơn và tấn công hết mình hơn. Nhưng đội bóng trẻ phố núi ngày hôm nay đã chơi tốt. Cú sút. Cú sút từ tuyến 2. Lúc này thì bên phía Hoàng Gia Lai có sự thay đổi người đầu tiên của mình. Như vậy là số 8 Tuấn Anh đã được rút ra nghỉ. Vào thay đó là vị trí của số 34 Trần Việt Hưng. Có lẽ là Tuấn Anh đã gặp chấn thương.
Đây sẽ là một thay đổi người rất đáng tiếc, bất đắc dĩ của đội bóng U21 Hoàng Anh Gia Lai, khi mà Tuấn Anh là một cầu thủ cầm nhịp ở giữa sân rất quan trọng. Thanh Tùng cú sút từ xa rất khó chịu, rất mạnh dạn. Lần đầu tiên hậu vệ cánh phải này thực hiện cú sút như vậy, nó lại tạo thêm những bất ngờ mới. Và xoay sở rất nhanh cơ hội, đó là Thanh Hậu. Bốn chiếc áo trắng đang băng lên, cú sút không phải là một đường chuyền dành cho Công Phượng. Vừa rồi thì Thanh Hậu đã cố tình khiến cho đối phương phải bất ngờ, vì em hiểu rằng là những cầu thủ áo đỏ đang chờ một đường chuyền từ em để ngăn chặn pha phát xuống của Công Phượng. Và rồi thì Thanh Hậu sút ngay. Đó là một quyết định có tính toán, nhưng thực sự nếu hợp lý hơn thì chuyền cho Công Phượng, bởi vì khoảng trống là nhiều. Sự sa sút về phong độ và thiếu ổn định nên Thanh Hậu phải tranh chấp với lại những vị trí khác như là Hồng Duy hay là Thanh Tùng. Cơ hội rất khó chịu, vẫn còn, vẫn là một pha cứu thua tuyệt vời. Sức ép thì vẫn rất lớn, nhưng các cầu thủ áo trắng thì vẫn đang chơi tập trung và tỉnh táo. Và chỉ bóng dài lên phía trên, Thân Thắng Toàn đánh đầu. Cầu thủ có chiều cao tốt nhất trên sân đó là Thân Thắng Toàn. Và chỉ bóng dành cho Văn Toàn. Cơ hội, Văn Toàn đột phá, Công Phượng bước lên, cú sút. Như vậy là lúc này thì số 2 được tung vào sân để thế chỗ cho... Chúng ta hãy chờ xem ai là người rời sân. Như vậy là số 19 là người ra nghỉ. Số 19 đó là cầu thủ đá cao nhất. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về cho đội U21 Hoàng Gia Lai. Lúc này thì bóng hầu hết qua chân của số 10. Tình người rất hay. Pha chụp khe cơ hội, đó là tình huống trổ tài của thủ môn Văn Tiến. Một tình huống mà hàng thủ Hoàng Gia Lai đã bị xé toang. Rất nhiều chiếc áo đỏ đã có một vị trí thuận lợi. Ở hiệp 1 thì Văn Tiến cũng đã có một pha cứu thua bằng chân rất hay. Chúng ta xem pha chụp khe tuyệt vời của số 6 Park Hong Bin. Công thủ toàn diện. Thanh Tùng và truyền rất hay, tình huống để phản công, Công Phượng dông bóng thẳng, vẫn còn Văn Toàn cú sút. Cơ hội, tỷ số là 2-0, lại là Công Phượng. Nhưng lần này thì Văn Toàn mới là người đã thực hiện pha chuyền bóng giữa cổ dành cho Công Phượng. Một bàn thắng gần như đã đóng chặt lại mọi hy vọng của U19 Hàn Quốc ngày hôm nay. Thật tuyệt vời. Công Phượng đang hòa mình vào những vòng tay của người hâm mộ. Mọi người đều đang rất sướng. Một trận đấu quá tuyệt vời từ đầu đến cuối, suốt 90 phút. Và cả thay đổi cách chơi của mình. Không chỉ là lối chơi tấn công quen thuộc kiểm soát bóng nữa, mà hiệp 2 này các em đã chơi phòng ngự rất nhiều và phản công cũng rất tuyệt vời. Một hình ảnh rất mới mà chúng ta mới lại thấy được đội bóng phố núi này, và các em đã làm tuyệt vời. Và một điểm quan trọng nữa đó là nền tảng thể lực của các cầu thủ Hoàng Gia Lai đã được cải thiện vô cùng đáng khích lệ. Trong suốt 90 phút nhưng vẫn chạy đều, vẫn tranh chấp mạnh mẽ. Lúc này thì Minh Phương đã vào sân. Chúng ta hãy xem tình huống đột phá từ khu vực giữa sân.
Một mình Công Phượng vượt qua ba chiếc áo đỏ. Rồi để cho Văn Toàn thực hiện pha đột phá nút cuối cùng. Và dần dần bước lên để chọn vị trí. Bàn thắng thứ 5 của Công Phượng từ đầu giải. Như vậy là Công Phượng cũng đã vươn lên danh sách vua phá lưới. Nếu thắng luôn chiếc cúp này và giành luôn danh hiệu vua phá lưới, một chiến thắng quá toàn diện và hoàn hảo dành cho U21 Hoàng Anh Gia Lai. Và một chiến ý nghĩa rất hay nữa của chiến thắng này, đó chính là đối thủ U19 Hàn Quốc đang được tập trung để đăng cai vòng chung kết U20 thế giới trên chính sân nhà của họ vào năm 2017. Đối thủ là rất khó chịu, rất đáng gờm. Và thắng rõ ràng là rất hay. Thật không ngờ đến lúc này, đến tận 90 phút, một cuộc so tài về thể lực rất quyết liệt, thì đến cuối cùng cao thủ áo trắng vẫn chạy bền như vậy. Lee Dong Chun tranh chấp tay đôi cũng không thể vượt qua được. Các cầu thủ Hàn Quốc có lẽ là đã bắt đầu không thể kiểm soát được sự nóng nảy của mình. Các cầu thủ trẻ khi thua thì thường có những biểu hiện như vậy. Chúng ta xem tình huống lùi về để lấy bóng của Tân Hậu. Em đã cố tình né, nhưng Lee Dong Chun vẫn cố tình bay người và thực hiện một pha quét trụ. Công Phượng dễ dàng khiến đối phương phải té ngã với những pha hoạt bóng kỹ thuật của mình. Vẫn là Công Phượng. Kim Hùng, Thanh Tùng, Cú Xuân. Đó là pha đặt lòng của Xuân Trường. Chúng ta hầu như không thấy bất kỳ một đường chuyền ngang nào quá nhiều ở trận đấu ngày hôm nay. Là những đường chuyền thẳng lên phía trên, là những đường chuyền mang tính đột biến. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu tranh chung kết ngày hôm nay. Và đúng lúc này thì trọng tài người Philippines đã thổi còi cho trận chung kết của giải U21 quốc tế bóng thanh niên lần thứ 9 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh được khép lại. Chiến thắng tuyệt vời của U21 Hoàng Anh Gia Lai. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và mang lại rất nhiều những điều bất ngờ cho giới chuyên môn cũng như là người hâm mộ. Các em không chỉ thắng bằng kỹ năng đã được tôi luyện rất nhiều từ học viện, mà còn là một bước tiến mới về lối chơi mang tính chiến thuật và sự gắn kết trong lối chơi, một khối thống nhất